Con này là con tự động đứt hình cuốn sách nha mình, tự động đứt hình cuốn sách kiểu dáng như cuốn sách vậy, hàng hiếm cho mình sưu tập ha. Anh nào đang sưu tập thì nhớ tuyển, tại vì nó hiếm lắm. Nhấn nút nó tự nhiên nó tự lên lửa. Đó. Có chăn gió luôn thấy không? Có chăn gió của nó không? Lửa rất là lớn, tự nhấn nắp tự lên lửa ha. Đó rất là nhảy lửa. Nó có logo sư tử của nó đây. Thường á, thằng tự động nó hay làm cái logo sư tử của nó. Đó đây logo sư tử. Đó, logo sư tử biểu tượng quốc gia của nó. Đó. Kiểu dáng nó là cuốn sách ha, nó là tự động. Những nút bên hông là tự nhiên nắp tự lên lửa, có chắn gió, tình trạng còn rất là đẹp. Đó, tình trạng còn rất là đẹp. Mộc nó nằm dưới đít. Để em zoom gần cho anh coi, anh chụp đít lại. Anh zoom lớn lên anh coi. Đó. Anh sợt bên này hàng của Đức nha. Để em so với lại kích cỡ, so với gói thuốc cho mình dễ hình dung ha. Đây. Đó, kích cỡ so với gói thuốc. So để lên gói thuốc là mình để là dễ hình dung rồi. Mình bỏ lên bàn, bạn của mấy anh thấy là lắc mắt luôn. Hàng độc quá, quá độc. Quá độc, quá hiếm. Tự động đứt nha. Thường tự động đứt nó chỉ có cái loại vặn nút thôi, nhưng mà con này cũng quá độc luôn ha, kiểu dáng cuốn sách.